người muốn làm gì hả? Đây là nhà của ta, có hiểu chưa? Ủa, ông Winston, ông nói căn nhà này bị bỏ hoang mà kỳ vậy? Đúng vậy, ôi nó đã bị ma. Ma ấy chính là một con ma đáng sợ. Đáng sợ dữ lắm. Lông của cậu chuyển thành màu hồng, nghĩa là Winston nói dối. Phải, hắn ta nói dối. Các con ở lại đây cả họ trước đã. Ta phải đi lấy vài thứ. Ủa, mới đó mà mất con yêu rồi ta. Bà ấy là một con ma. Thấy chưa, đây là lũ mèo ma quái của bà ta đó. Chừng lấy coi, sợ nhất là mấy con mèo ma luôn á. Một con mèo ma quái. Nhưng mà nó dễ thương quá. Dễ thương quá. Nên mình phải nghe lời của nó. Không, cậu phải nghe lời tôi. Bây giờ hãy phá hủy nơi này. Nhìn thấy không Winston? Đây là nhà của tôi. Cho nên tôi có quyền sở hữu. Tờ giấy đó là thật. Bà già ma quái đó là chủ của căn nhà này. Ta là Winston, ta có thể làm những gì mà ta muốn. Nhưng không phải chuyện phá nhà. Không không không, dừng lại dừng lại. Quay quay lại đây. Cũng may là có tờ giấy. Tại sao Winston lại muốn phá hủy căn nhà của mình kia chứ? Bina lại có thể đuổi Winston và hai người kia đi chỉ với một tờ giấy kia chứ? Bởi vì với con người thì tờ giấy đó chứng minh bà ấy là chủ căn nhà này. Con người thiệt là khó hiểu. Tại sao họ không chứng minh quyền làm chủ bằng cách cọ người mình lên đó chứ? Nè, cọ một cái. Có mùi của mình, nó thuộc về mình. Hãy cho nó là của mình. Bilo, giờ nó là của mình. Của mình. Thật ra thì nó là của ta. Ta đã lấy nó. Không.